Xin chào anh em nha. Đây là một cái bẫy đa năng mình mới vừa làm xong để giao cho khách nè anh em. Đấy. Thì trước mắt là em quay cho anh em xem cách hoạt động của cái bẫy đa năng này nha. Rồi sau em đo kích thước cho anh em nha. Cái đầu tiên là hoạt động như ví dụ như con mồi, con thú của mình, con trồng đèn, con rắn, con mèo nhà hay là con mèo cáo, mèo mèo gừng đó. Thì mình bỏ con chuột vô đây nè. Bỏ con chuột vô đây. Thì con chuột nó lồng, nó rộng, nó chạy chạy xung quanh. Thì con chồn hay là con mèo, con rắn gì đó nó đi ngang, nó thấy là nó đi xung quanh, nó tìm mồi, nó thấy con chuột ở trong đây á, là nó kích thích cho con thú của mình á, con động vật mình muốn bắt á, là nó sẽ chui vào cái cửa này mọi người anh em nhá. Đấy, nó chui vào cửa này. Thì trong khi á là nó ví dụ như một cái này nó nhẹ mà, chỉ cần con thú nó nâng cái đầu nó sẽ chạm trước, nó chạm mình nó nâng lên. Đấy, thấy con chuột đó là nó tọt vô luôn, là nó vô trong cái đầu, là trong kia nó dài nó quay đầu lại thì nó gơi này xuống, chỉ cần hút cái đít này là nó sẽ quay gơi xuống nhá. Gơi xuống là không bao giờ ra nha, cái bẫy này là bắt hàng không bao giờ có cơ hội để xảy nhá, vào thì chỉ có bị bắt dính thôi chứ không bao giờ bị xảy nha mọi người nhá. Đấy, thì em đo cho mọi người xem cái kích thước của cái bẫy này. Này, kích thước của cái bẫy đa năng này chiều ngang là 26, cao cũng 26 nha mọi người nha. Này, 26, thước em nó cũ quá nên nó bị xe. Còn cửa miệng của bẫy là mấy đây? 20 nha. À, 20, chiều cao của miệng cửa bẫy thì cũng 20 luôn anh em nhé. Còn chiều dài thì 70. Đấy, chiều dài 70 mọi người đó. Đấy, chiều dài 70 nè. Ngang của lồng bẫy là 25, cao cũng 25 luôn nhá. 25 cao nhân 25 nhân 25, dài 70. Đấy, anh em nào cũng có nhu cầu mua bẫy đa năng thì alo cho mình làm nha. Mình cũng hơi lúc thời gian có thời gian bận quá nên không có thể làm sẵn. Anh em nào mà có đặt hàng thì mình tranh thủ thời gian này mình đặt hàng cho anh em nhé, làm cho anh em nhé. Nhiều anh em điện hỏi mình mà mình không có thời gian để làm cho anh em, nên nay bữa nay mình có cái cảnh thì gian tím mình mới làm cho anh em được cái bẫy này, mình giao cho khách nè anh em ạ. Bộ này bắt đa năng rồi, bắt trồng đèn rồi bắt được hết. Trồng đèn là nhảy nhất, với rắn với mèo là ba loại đó là nhảy nhất. Còn đánh cái con bạc má thì mình chống lên. Đấy, mình chống hở gì đó anh em nhé. Cách đánh á, nói chung thì cách đánh mình phải chống hở lên vậy, là bạc má vào nó cao nó sẽ chạm cái lưng này, là cái cây chống mình nó gơi ra. Nó gơi ra là sẽ sập xuống nha. Bữa nào mình làm video cách đánh bẫy đa năng cho anh em xem nhé. Còn bình thường mình đặt trùng đèn, cá mèo với gắn gít kỳ đà đâu thì mình cứ để vậy. Cứ để vậy là nó chui vào thôi. Đấy, anh em xem clip này thấy hay thú vị anh em bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho em nha. Chào tạm biệt anh em nha.